Phần 4. Cuộc gặp gỡ kỳ quặc. Sau khi nghe tin đồn về ngôi nhà ma ám ở cuối làng, Tùng quyết định rủ nhóm bạn đến khám phá. Họ mang theo đèn pin, đồ ăn nhẹ và cả một bộ bài để giải trí trong khi chờ đợi hồn ma xuất hiện. Khi đến nơi, họ bắt đầu cảm thấy không khí lạnh lẽo và bí ẩn. Một lúc sau, trong khi cả nhóm đang mải mê chơi bài, bỗng nhiên đèn pin của Tùng nhấp nháy rồi tắt hẳn. Cả bọn hoảng hốt chỉ kịp nhìn thấy bóng trắng lướt qua, chắc là ma. Một người bạn hét lên, nhưng Tùng lại bình tĩnh hơn. Anh chậm chậm nói, không phải ma đâu, có thể chỉ là gió thôi. Gió, gió nào mà có chân được. Một người khác phản đối, khiến cả nhóm cười ầm lên. Bất ngờ, họ nghe thấy tiếng động từ phía trên tầng. Chắc chắn có ma. Huy, người nhát gan nhất, bám chặt lấy tay Tùng. Họ quyết định lên kiểm tra. Trên cầu thang, Tùng thầm nghĩ, nếu có ma thì mình sẽ cho nó xem một ván bài. Khi đến tầng trên, họ thấy một cái bóng trắng đang đứng bên cửa sổ. Tôi đến đây để dọa các cậu, bóng trắng nói với giọng hài hước. Cả nhóm đứng chết chân, không biết phản ứng ra sao. Nhưng mà thôi, hôm nay tôi không có thời gian, bận đi dự tiệc Halloween. Cả nhóm vỡ òa trong tiếng cười. Ma mà cũng đi dự tiệc à? Huy không tin nổi vào mắt mình. Đúng rồi, lần nào cũng là các cậu đến quấy rầy, không thì tôi đã đi sớm rồi. Bóng trắng lắc đầu rồi dặn dò, nhớ lần sau đừng đến nữa nhé, tôi không thích làm hồn ma mệt mỏi đâu. Thế là cả bọn rời ngôi nhà, cười như điên, không quên hẹn nhau sẽ trở lại. Nhưng chỉ khi có tiệc Halloween,